Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, quý anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ năm, ngày 31 tháng 3 năm 2022. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình mất thái hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý cô bác, quý anh chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình mất thái thì hàng ngày, hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Kính thưa quý bà con, thì tình hình mất thái sáng hôm nay thì cũng không có biến động gì nhiều so với ngày hôm qua. Tình hình giá mít thái sớm hôm nay thì ở khu vực Vĩnh Long thì kem lớn là 10, kem nhỏ là 3, giá mít chợ là 2 đồng một ký. Khu vực Cần Thơ thì kem lớn là 10, kem nhỏ là 3, giá mít chợ là 2 đồng một ký. Khu vực An Giang thì kem lớn là 10, kem nhỏ là 3, giá mít chợ là 2 đồng một ký. Khu vực Đồng Tháp thì kem lớn là 10, kem nhỏ là 3, giá mít chợ là 2 đồng một ký. Khu vực Hậu Giang thì kem lớn là 10, kem nhỏ là 3, giá mít chợ là 2 đồng một ký. Khu vực Sóc Trăng thì kem lớn là 10, kem nhỏ là 3, mít chợ là 2 đồng một ký. Khu vực Long An thì kem lớn là 10, kem nhỏ là 3, giá mít chợ là 2 đồng một ký. Khu vực Tiền Giang thì kem lớn là 10, kem nhỏ là 4, giá mít chợ là 2 đồng một ký. Khu vực Tây Ninh thì kem lớn là 9, kem nhỏ là 3, giá mít chợ là 2 đồng một ký. Và hiện nay thì do tình hình giá mít thái đang xuống thấp nên tình hình giá mít thái cũng còn trên là tùy theo từng khu vực và tùy theo từng hình thức mua có lái. Có nhiều khu vực thì bà con nông dân mình cũng đang bán hàng xô cũng khá là nhiều quý bà con. Còn ở khu vực Đồng Nai hiện nay thì kem lớn là 7, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng một ký. Khu vực Bình Phước thì kem lớn là 7, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng một ký. Khu vực Tây Nguyên hiện nay thì kem lớn là 6, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng một ký. Khu vực Vũng Tàu thì kem lớn là 7, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng một ký. Khu vực Bình Dương thì kem lớn là 7, kem nhỏ là 2, giá mít chợ là 1 đồng một ký. Và ngoài ra thì tình hình giá mít thái cũng còn trên là tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn mít đẹp hay là xấu và tùy theo từng tuyến đường vận chuyển xa hay là gần, có dễ vận chuyển hay là không mà giá có thể chênh lệch lên xuống.